Thấy con nhỏ nghịch dây điện, người phụ nữ có hành động dứt khoát. Theo đó, trong đoạn clip, một bé trai đang ngồi dưới sàn nhà, trên tay cầm một ổ cắm điện rồi thích thú ngồi sờ mó khám phá. Ngay lập tức, một người phụ nữ được cho là bảo mẫu của bé khi phát hiện đã nhanh chóng vứt bỏ công việc đang làm, chạy nhanh tới rút dây ra khỏi nguồn điện rồi thu luôn vật nguy hiểm đang ở trong tay bé trai. Sau khi đoạn video được đăng tải đã làm cho không ít người xem phải giật mình thót tim, bởi nếu người phụ nữ không xử lý kịp thời thì với bản tính tò mò của trẻ con, chúng ta không thể lường trước được hậu quả gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, không ít dân mạng phải đưa ra lời cảnh báo. Đối với những gia đình có con nhỏ thì nên để dây điện trên cao, các nguồn điện phải được che chắn kỹ lưỡng, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.